Lũ Dũng xin chào khán giả VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thái Lan cứu được tất cả 13 người kẹt dưới hang động. Vợ quá của ông Lưu Hiểu Ba được đi Đức tị nạn. Và Starbucks sẽ không dùng ống hút nhựa trong 2 năm tới. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thứ ba, 10 tháng 7 năm 2018, tất cả 12 trẻ em và huấn luyện viên bóng đá của Thái Lan đã được cứu thoát sau khi kẹt dưới một hang động ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan trong hơn 2 tuần lễ. Um, lực lượng chính trong công cuộc uh, của người này là lực siêu tức là biệt kích hải quân của Thái Lan cho biết là bốn em còn lại và huấn luyện viên được đưa ra khỏi hang an toàn hôm thứ ba. Trước đó thì chúng ta còn nhớ hôm chủ nhật là họ đưa ra bốn người, thứ hai đưa ra bốn người và hôm nay đưa năm người tổng cộng 13 người an toàn. Uh, các em này tuổi từ 11 đến 16 của các đội bóng tên là Wild Wild Um, đi uh, vào trong cái hang này chơi với lại huấn luyện viên từ hôm 23 tháng 6 Và sau đó bị mưa lớn nó ngập cái hang và họ kẹt trong đó không ra được Làm cả thế giới chú ý Và lực lượng siêu của Thái Lan sáng nay hôm nay cho biết là tất cả mọi người đều an toàn rồi giờ họ đang chờ một nhân viên cấp cứu và ba người nhái khác ở còn trong đó họ sẽ ra là xong rồi à, Tin cho biết là mọi người ở cái tỉnh Chiang Rai Và đặc biệt đứng ở ngay chỗ bệnh viện Và họ rất vui mừng khi thấy trực thăng đến và đưa các em này đến bệnh viện Và các em này hiện nay vẫn chưa được tiếp xúc với người nhà bởi vì người ta cách ly các em ra coi các em có bị bệnh gì hay không phải chữa bệnh cho các em Và an toàn đó thì giới chức chính quyền Thái Lan cho biết là có lẽ phải một tuần lễ nữa thì các em có thể tiếp xúc với cha mẹ và người thân được Thủ tướng Thái Lan sáng ngày hôm nay cũng đã cảm ơn tất cả lãnh đạo thế giới đã giúp đỡ Thái Lan trong cái vụ này à, cái chiếc tàu ngầm của hãng Tesla của ông Elon Musk cũng được đưa đến để dự trù là sẽ đi vào cứu các em ra mà đã cứu được rồi thì đây là cái chuyện mà bên hải quân Thái Lan nói là không biết đây là một điều kỳ diệu hay là khoa học hay là cái gì đó không biết nhưng mọi người đều an toàn thì đó là cái tin vui của Thái Lan sáng ngày hôm nay là cứu được tất cả 13 người bị kẹt dưới cái hang đó ở bên Trung Quốc có một tin vui nữa cho các nhà hoạt động dân chủ đó là bà Lưu Hà vợ quá của ông Lưu Hiểu Ba nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc từng được giải Nobel Hòa Bình năm 2010 sáng ngày hôm nay được Trung Quốc đồng ý cho đi Đức mà theo lời Trung Quốc là đi Đức để chữa bệnh nhưng mà ai biết là đi để tị nạn. Bà Lưu Hà lâu nay bị quản thúc tại gia mặc dù không có bị truy tố gì cả. Còn ông Lưu Hữu Ba sau khi đoạt giải Nobel năm 2010 thì ông từng bị tù và ông bị chết ở trong tù và cái chuyện này nó chấm dứt coi như một cái chuyện trong kéo dài trong 8 năm nay mà Trung Quốc bị các nước trên thế giới chỉ trích vi phạm nhân quyền. Sở người ta nói Sở dĩ có cái trụ thả này là bởi vì ông Lý Khắc Cường. Thủ tướng của Trung Quốc chuẩn bị sang thăm Đức trong những ngày tới đây. Có lẽ đó là cái nơi mà giống như là Trung Quốc là món quà cho Đức để mong Lý khắc cường đi qua đó. À, người nhà của bà Lưu Hà cho biết bà bay chuyến bay của hãng phần không Finnair của Phần Lan bay đến Berlin sáng thứ ba. Và thưa quý vị nước Đức, Đức bây giờ có vẻ như là đất lành chim đậu cho các nhà bất đồng chính kiến. À, ngoài bà Lưu Hà này chúng ta còn nhớ chắc cách đây hai tuần luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như cộng sự Lê Thu Hà của ông cũng như bà vợ của ông là bà Vũ. Uh, bà vợ của ông ba người cũng đến định cư tại Đức uh, trong uh, thời gian uh, vừa qua. Công ty Starbucks, công ty mà bán cà phê và thức ăn lớn trên thế giới cho biết là bắt đầu từ năm 2020 tới 2 năm nữa họ sẽ ngưng sử dụng ống hút nhựa trong tất cả tiệm cà phê của họ. Uh, đây là một cái chuyện mà thưa quý vị ngày càng được chú ý, đặc biệt là sau khi hồi tuần trước thành phố Seattle cũng ra lệnh cũng thông qua luật là không cho sử dụng. Và cái ống hút bằng nhựa nữa mà uh, công ty Starbucks lại có tổng hành dinh người tại Seattle thành ra là họ đã tuân thủ theo luật này của Seattle nhưng mà đối với công ty của họ là trong vòng 2 uh, năm nữa các thành phố khác như Fort Myers Beach ở bên Florida cũng đã cấm sử dụng ống hút và cũng có nhiều đề nghị tương tự đang được xem xét tại thành phố New York và San Francisco các phong trào chống sử dụng ống hút bắt đầu mạnh lên hồi năm 2015 sau khi có một đoạn video cho thấy các nhà khoa học họ cứu được họ bắt một con rùa biển thì họ mới mở ra cái mũi của nó có nguyên cái ống hút bằng nhựa à, thì là gây chấn động là từ đó họ có cái phong trào chống hút này thực ra cái hút nó nhỏ nó không đáng kể bao nhiêu so với lại cái rác mà mà mà, mà, mà gọi là uh, bằng, mà, bằng 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 nhựa trên biển nó chỉ khoảng 10% phần thôi nhưng mà nó là cái nơi mà người ta dễ nhắm vào để mà 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 hủy bỏ trước hết đó ví dụ như Starbucks tôi cho biết là bên họ đã bắt đầu áp dụng cái này bên Anh và bên Ireland vào năm 2019 đó là ở Macrono, xin lỗi quý vị McDonald's sẽ cho sử dụng ống hút giấy tại Anh và Ireland năm 2019 rồi cái anh Duncan Donuts đó, hồi tháng 2 cũng thông báo là họ sẽ vào năm 2020 tức là hai năm nữa tất cả cái ly mà phôm của họ đó họ sẽ không xài nữa toàn xài lý ly giấy thôi thì đây là không có chào mà người ta đang dần dần gọi là bớt xài cái đồ nhựa đi để bảo vệ cái môi trường thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị và chương trình kỳ tới